Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đi vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùng. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem cho biết Chúa Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trò." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp 4. Chúa Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đã đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta cũng biết là chúng ta đang ở tuần 33 thường niên, tức là sắp kết thúc năm phụng vụ. Tuần tới là chúng ta hết năm phụng vụ, tuần 34 thường niên. Và nếu chúng ta tham dự thánh lễ ngày thường, chúng ta sẽ để ý thấy các bài đọc lời Chúa đều hướng chúng ta đến cái ngày cuối cùng mà Chúa sẽ đến và kết thúc năm phụng vụ bằng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Và khi giáo hội cho chúng ta nghe những cái bài đọc mà về cái ngày mà Chúa lại đến, thì giáo hội cũng muốn mời gọi chúng ta nhìn đến cái giây phút cuối cùng, hay là cái giờ khắc cuối cùng mà Chúa sẽ đến với chúng ta vào cuối cuộc đời của mình. Và để chuẩn bị cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời, điều đó thúc giục chúng ta phải làm một cái cuộc gọi là cuộc hoán cải, và làm cho đời sống của mình nó trở nên tốt hơn, tươi mới hơn. Các bài đọc lời Chúa hôm nay chúng ta nghe từ bài đọc 1 trích sách Khải Huyền cho đến bài tin mừng theo Thánh Luca đều nói với chúng ta về việc hoán cải đời sống. Chắc chắn là câu chuyện Gia-kêu ai trong chúng ta cũng biết, và đây là một điển hình về cuộc hoán cải. Chúa Giêsu Ngài đang trên cái hành trình tiến về Jerusalem. Chắc chắn Chúa phải đi ngang qua thành Jericho. Cái thành phố này là thành phố cổ nhất của đất nước Israel. Chúa đi ngang qua thành Jericho thì ngay tại cửa của thành Jericho, Chúa đã chữa cho một người mù ăn xin ở bên vệ đường. Chúng ta nghe ở trong tin mừng ngày hôm qua. Và chắc chắn cái sự kiện này sẽ được loan đi khắp thành Jericho lúc bấy giờ. Và cái người đầu tiên có lẽ là biết tin trước nhất đó là Gia-kêu. Bởi vì ông ta là trưởng ty thu thuế, cho nên ông là người biết đầu tiên. Cho nên ông mới thắc mắc, cái người mà làm cho người mù ăn xin thấy được, ông này là ai? Danh tiếng ông này lẫy lừng lắm, tôi phải đi tìm cho bằng được để gặp được ông ta. Gia-kêu nghĩ như thế. Tên của nhân vật trong câu chuyện tin mừng hôm nay rất quen thuộc với chúng ta. Ông ấy tên là Gia-kêu. Thế nhưng ý nghĩa tên gọi của Gia-kêu sẽ khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Thế điều này con cũng mới khám phá ra, hay lắm. Gia-kêu, tên của ông trong tiếng Do Thái, Zakaios, có nghĩa là trong sạch. Phải chăng Luca muốn chơi chữ ở đây? Làm sao một người thu thuế, một người mà bị người khác coi là tội lỗi, lại có một cái tên là trong sạch được? Trong khi người thu thuế là người cộng tác với lại đế quốc Roma để làm gì? Bóc lột, thu thuế, chèn ép, cướp bóc của những người đồng bào của mình, đặc biệt là những người nghèo, thì làm sao lại có một cái tên là Gia-kêu trong sạch được. Quý bà anh chị em còn nhớ tuần trước con chia sẻ về cái tên Lazaro. Giống như người nghèo có cái tên là En Lazaro, nghĩa là Thiên Chúa cứu giúp, thì kẻ tội lỗi lại có cái tên là Zacchaeus, người trong sạch. Bởi vì không phải chính bản thân ông ta được trong sạch, mà là Chúa mới là người làm cho ông ấy trở nên trong sạch. Chúng ta sẽ thấy một cái cuộc gặp gỡ rất tuyệt vời. Chúng ta đang nói về việc giáo hội mời gọi các Kitô hữu nhìn đến ngày cuối cùng của năm phụng vụ để hoán cải đời sống, chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày so sánh cái câu chuyện của Gia-kêu như là một cái hành trình của việc hoán cải. Một cái câu hỏi giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu vỡ lòng dạy như thế này: Muốn lãnh nhận bí tích giải tội thì phải làm bao nhiêu việc? Thưa, muốn lãnh nhận bí tích giải tội thì phải làm 4 việc. 1 là xét mình, 2 là ăn năn dốc lòng chừa, 3 là xưng tội, 4 là làm việc đền tội. Thì 4 bước của việc xưng tội này cũng tương tự như 4 hành động của Gia-kêu. Ông Gia-kêu, ổng trèo lên cây để tìm Chúa. Ông Gia-kêu, ổng gặp Chúa. Ông Gia-kêu, ổng thú nhận tội lỗi của ổng. Và cuối cùng ông Gia-kêu hứa sẽ sửa lại đời sống để nên tốt hơn. Ông Gia-kêu, ổng trèo lên cây để tìm Chúa. Đó là bước xét mình. Muốn xét mình cho đúng thì phải tìm Chúa và phải ý thức sự hiện diện của Chúa ở trước mặt mình. Nếu không ý thức được sự hiện diện của Chúa thì việc xét mình của chúng ta sẽ rất sơ sài, qua la, kiếm đại một cái tội nào đó rồi đi xưng cho nó xong. Không phải như thế. Và nếu mà như vậy thì nó cũng chẳng đem lại ý nghĩa gì cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Bởi vì nếu chúng ta không thấy Chúa thì chúng ta cũng không thể nhận ra mình là ai. Xét mình là nhớ lại những gì mình đã làm, trong đó có những điều tốt và những điều chưa tốt. Xét mình là đọc lại quá khứ cuộc đời của mình trong 1 tuần qua, trong 1 tháng qua, trong vài tháng qua, như là lật dở từng trang sách cuộc đời để thấy rằng có cái trang rất là đẹp nhưng mà cũng có trang không đẹp. Xét mình là tìm lại chính mình chứ không phải là tìm những gì mà người ta nói về mình. Đó là xét mình. Ông Gia-kêu, ổng đi tìm Chúa, và khi ổng tìm Chúa rồi, ổng cũng đang tìm lại chính con người của ông. Bước thứ 2 đó là ăn năn dốc lòng chừa. Giáo lý dạy chúng ta biết ăn năn dốc lòng chừa là lo buồn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, và quyết tâm dốc lòng từ nay không phạm tội nữa. Ông Gia-kêu, ông gặp Chúa. Chúa nói với Gia-kêu xuống mau đi, rồi ông vội vàng tụt xuống. Tụt xuống có nghĩa là ông đang ở một cái vị trí cao, ông phải hạ mình xuống để ngang bằng với đấng cũng đã từ trời cao hạ mình xuống để ở với loài người chúng ta. Phải hạ mình. Tụt xuống có nghĩa rằng ông đang ở chức vị là trưởng ty thu thuế, ở trên mọi người, thì nay ông tụt xuống để trở thành người phục vụ đấng đã hạ mình xuống để phục vụ mọi người. Chúa nói với ông, hôm nay tôi phải ở lại nhà của ông. Và Gia-kêu mừng rỡ đón rước người. Cộng đoàn thấy ban đầu ông buồn lắm. Ông buồn vì mình thấp bé, không có thấy, không biết là có thấy được Thầy Giê-xu không. Cho nên ông phải trèo lên một cái cây. Nhưng giờ đây chính lòng thương xót của Chúa đã thấy ông, và ông mừng rỡ đón Chúa vào nhà của mình. Ăn năn tội là lo buồn và chê ghét tội lỗi, cùng dốc lòng không phạm tội nữa. Bước thứ 3 là xưng tội. Xưng tội thì ai cũng biết, đó là xưng thú tội lỗi của mình với Chúa một cách chân thành và không che giấu. Gia-kêu biết mình đã chiếm đoạt của người ta, đặc biệt là của người nghèo. Ông nói rất rõ và rất chân thành, không che giấu gì hết. Thưa Thầy, tôi xin lấy nửa gia tài của tôi mà chia cho người nghèo. Còn tôi có lấy hay chiếm đoạt của ai thì tôi xin đền gấp 4. Ông rất thẳng thắn, ông rất chân thành, thú nhận tội lỗi của mình. Xưng tội là như thế. Và bước cuối cùng đền tội. Chính cái câu nói của Gia-kêu cũng cho thấy quyết tâm của ông. Ông sẽ hứa sửa lại đời sống của mình. Và thưa quý ông bà và anh chị em, việc đền tội của chúng ta không phải là đọc mấy cái kinh là xong. Cha giải tội cho đọc mấy kinh là mình ra đọc mấy kinh đó là coi như là xong việc đền tội. Không như thế, chúng ta thấy ông Gia-kêu, ông quyết tâm sửa đời sống. Thế thì cái cách mà đền tội hiệu quả nhất đó là chúng ta phải sửa đời sống, phải thay đổi đời sống của chúng ta để trở nên tốt hơn. Bài đọc 1 trích sách Khải Huyền, Thánh Gioan nói lại lời Chúa nói với chúng ta cũng về việc hoán cải. Thánh Gioan ghi như thế này: hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn đang suy tàn về đời sống thiêng liêng. Vì ta nhận thấy các việc ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa, Chúa của ta. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào, thì hãy tuân giữ và hối cải. Thánh Gioan viết tiếp: Chúa nói, phần ta, mọi kẻ ta yêu mến, thì ta răn bảo dạy dỗ. Có yêu mến thì mới răn bảo dạy dỗ, còn không có yêu mến thì chẳng thèm nói bao giờ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy và sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Hình ảnh Chúa dùng bữa, Chúa bước vào căn nhà cũng là hình ảnh của Gia-kêu. Chúa như đứng trước cửa nhà, cửa tâm hồn của Gia-kêu, Chúa gõ. Gia-kêu sẵn sàng mở lòng, mở cửa nhà mình, đón rước Chúa vào và Chúa dùng bữa với ông. Đó là hình ảnh Chúa mang đến ơn cứu độ cho nhà của ông Gia-kêu. Ước mong mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa cũng đang đứng trước cửa nhà mình. Cửa tâm hồn của chúng ta rất gần, sát kề bên. Chỉ cần chúng ta mở cửa là Chúa có thể bước vào. Chỉ khi nào chúng ta đóng cửa lòng mình, không nghe lời của Chúa răn bảo, thì như thế Chúa không vào để dùng bữa tiệc lòng thương xót với chúng ta được. Chúng ta hãy mở cửa tâm hồn, cửa lòng của chúng ta để chúng ta nghe lời Chúa. Chúa đang gõ cửa để Chúa bước vào. Chúa sẽ dùng bữa với chúng ta. Đó là bữa tiệc của lòng thương xót. Tiếp tục dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa hoán cải tâm hồn của mỗi người để chúng ta biết trở về với Chúa, thay đổi đời sống để nên tốt hơn. Bí tích thánh thể mà chúng ta lát nữa sẽ lên rước lấy là bí tích của tình yêu. Nếu chúng ta mở cửa lòng thì Chúa sẽ bước vào ăn bữa tiệc tình yêu, bữa tiệc lòng thương xót với chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho đời sống của chúng ta để chúng ta trở nên tốt hơn bằng cách chúng ta sửa đời sống của mình. Amen.